Và bây giờ quay trở lại trường, thế như thời điểm này thì dịch cũng đang rất là căng thẳng, thì tôi cũng rất lo lắng về sức khỏe của các con. Cháu nhà tôi thì hiện tại đang học lớp 2, bé nghỉ học và bây giờ quay trở lại trường. Như thời điểm này thì dịch cũng đang rất là căng thẳng, thì tôi cũng rất lo lắng về sức khỏe của các con. Vì các bé đến trường thì tiếp xúc rất là nhiều, ai cũng không biết được là mình có tiếp xúc thế nào. Cho nên tôi đã quyết định dùng sản phẩm Azofasota để bảo vệ đường hô hấp và tăng cường cái hệ miễn dịch cho bé. Tôi cũng tìm hiểu những cái thành phần như trong của sản phẩm, như trong đấy nó có xuyên tâm liên, tỏi đen. Vì những cái thảo dược đấy thì mình cũng có tìm hiểu trên mạng, cho nên là mình thấy nó cũng bảo vệ cái đường hô hấp cho con và tăng cường cái hệ miễn dịch lên. Tôi cho con uống thì cháu uống rất là thích và cháu bảo là thế này dễ uống. Con rất là dễ uống, nên là do tâm dịch á, con hay uống lúc đêm, lúc đi học, lúc buổi chiều. Tải ngay app Ayova để được mua hàng chính hãng, hưởng giá ưu đãi của khách hàng thân thiết, giao hàng toàn quốc miễn phí, hoàn tiền 100% khi không hài lòng.